Không chỉ quá trình sinh con mà cả quá trình chuẩn bị trước khi sinh về mặt tâm lý và sức khỏe và kiến thức cũng rất quan trọng. Nếu chuẩn bị chu đáo mọi thứ, bạn sẽ vượt cạn suôn sẻ và bớt mệt mỏi hơn sau sinh. Càng gần tới ngày sinh, các mẹ bầu thường có nhiều băn khoăn về việc chuẩn bị cho kỳ vật vũ môn sắp tới. Hãy chắc chắn rằng mẹ đã chuẩn bị 7 điều sau đây để không còn lo âu gì nữa. 1. Lựa chọn nơi sinh con. Khi chuyển dạ, bạn sẽ cần di chuyển tới bệnh viện thật nhanh. Thời điểm chuyển dạ có thể vào đêm khuya hoặc giờ cao điểm nên những vấn đề như phương tiện di chuyển, tình hình giao thông đều cần xem xét. Đặc biệt, nếu sản phụ bị vỡ ối hoặc ra máu sẽ càng cần đến bệnh viện sớm. Bạn hãy chọn bệnh viện gần nhà hoặc chuyển tới sống ở nhà họ hàng bạn bè hoặc thuê nhà ở gần bệnh viện khi gần tới ngày sinh. 2. Xin nghỉ thai sản. Thường các mẹ bầu có tâm lý sẽ đi làm tới ngày lâm bồn để có nhiều thời gian chăm sóc cho con sau khi bé chào đời. Điều này không nên, vì trước khi sinh mẹ cần được nghỉ ngơi thư giãn, soạn đồ đạc sẵn sàng để chuẩn bị tới bệnh viện. Tốt nhất, bạn nên xin nghỉ trước ngày dự sinh 1 đến 2 tuần. 3. Dọn dẹp nhà cửa. Nếu không có điều kiện thuê người giúp việc, bạn hãy cùng chồng dọn dẹp trang hoàng lại nhà cửa một chút. Điều này sẽ giảm phần áp lực công việc sau khi sinh nở và quan trọng là khi trở về nhà, hai mẹ con sẽ cảm thấy thoải mái, ấm áp hơn với không gian sạch sẽ, ngăn nắp, thoáng mát. 4. Tham gia lớp học tiền sản. Lớp học tiền sản là một lựa chọn tốt nếu trước khi sinh con bạn có thể thu xếp thời gian học ở nơi bạn sống. Lớp học tiền sản sẽ cung cấp cho bạn các kiến thức về dinh dưỡng, thể dục, sự phát triển của bào thai, cách theo dõi sức khỏe trong thai kỳ và đặc biệt là kiến thức về quá trình sinh và chăm sóc sau sinh. Những kiến thức được dạy ở lớp học tiền sản sẽ giúp ích rất nhiều khi bạn vượt cạn và giúp mẹ tròn con vuông. 5. Vệ sinh cá nhân. Việc vệ sinh cá nhân không chỉ tạo cho mẹ bầu cảm giác sạch sẽ, thoải mái mà còn có thể hạn chế cho bé một số bệnh lây nhiễm khi chào đời. Cắt móng tay, móng chân, bôi sạch màu sơn trên móng. Bàn tay mẹ thường xuyên tiếp xúc với bé khi bế và cho con bú. Móng tay dài và sơn là môi trường để vi khuẩn gây bệnh cho trẻ phát triển, nhất là các bệnh về đường ruột. Hơn nữa, da trẻ sơ sinh vốn mỏng và dễ bị tổn thương, móng tay của mẹ có thể dài và làm cháy xước da bé bất kỳ lúc nào. Cắt tóc ngắn để không vướng víu khi vượt cạn là việc làm rất tốt. Nếu muốn giữ lại mái tóc dài, bạn cần kẹp tóc gọn gàng, tắm rửa sạch sẽ, mặc những trang phục rộng, thoáng mát, dễ thấm mồ hôi. 6. Hãy thư giãn. Lo lắng, sợ hãi, vội vàng đều không ảnh hưởng tốt đến mẹ và em bé. Tạo cho mình một cảm giác thoải mái, vui vẻ bằng cách xem một bộ phim bạn yêu thích hay nghe một bản nhạc nhẹ nhàng du dương, đi spa hoặc nhờ chồng massage tại nhà nếu bạn làm biếng ra ngoài. Tập thể dục với những động tác nhẹ nhàng không những giúp tinh thần sảng khoái mà còn rèn luyện cho bản thân sức khỏe trước khi lâm bồn. 7. Ngủ đủ giấc. Là một trong những việc quan trọng số 1 mà mẹ bầu cần thực hiện trước khi lâm bồn. Ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày để đảm bảo sức khỏe khi đến phòng sinh, bạn sẽ không có thời gian nghỉ ngơi cộng với quá trình sinh nở cũng rất mất sức. Quá trình sinh con tuy đau đớn nhưng vô cùng thiêng liêng. Bạn có thể giúp quá trình này bớt khó khăn hơn bằng cách chuẩn bị về sức khỏe và kiến thức trước khi sinh. Chúc các mẹ bầu có một thai kỳ khỏe mạnh và tự tin vượt cạn thành công.